Đầu tiên thì cơ duyên đến với ngành thú y thì xuất phát từ đam mê, yêu thích động vật từ nhỏ. Thì em Tuấn đã luôn luôn yêu thương, luôn luôn quan tâm đến những vật nuôi, ví dụ như trâu, bò, gà, dê, chó, mèo và tất cả các loại thú cưng khác. Cho nên em Tuấn đã có cơ duyên để gắn bó với cái ngành chăn nuôi. Thì, tốt nghiệp năm 2015 trung học phổ thông, em Tuấn đã huy động tất cả các nguồn vốn có của trong gia đình và anh em để em Tuấn khởi nghiệp trong quá trình chăn nuôi trên mảnh đất quê hương mình. Đó chính là chăn nuôi heo và chăn nuôi gà, chăn nuôi bò. Thì qua 1 năm trải nghiệm thì em đã thu được những cái thành quả rất là tuyệt vời. Và tưởng chừng những cái thành quả này thì ổn định và cứ theo em mãi mãi, nhưng không phải như vậy. Thì em đã mắc phải một sự cố, đó chính là thành quả thu được những sản phẩm ví dụ như đàn gà này, đàn bò, đàn heo rất là đẹp, nhưng được mùa thì lại mất giá, nên dẫn đến tình trạng chán nản. Và nhưng với lòng đam mê nhiệt huyết, em vẫn kiên trì nỗ lực và theo đuổi đam mê để tiếp tục chăn nuôi, không dừng lại ở đây mà em tiếp tục chăn nuôi. Tuy nhiên không chỉ dừng lại như vậy, đến năm tiếp theo em lại gặp phải một sự cố nữa, đó chính là được giá thì lại mất mùa, dẫn đến sự cố đàn heo bị chết rất nhiều, dẫn đến thiệt hại rất là cao và không đủ những cái kinh phí mà em bỏ ra và gia đình bỏ ra. Thì quyết định thì em đã dừng lại và quyết định sau những suy nghĩ trăn trở băn khoăn rất là lâu, thì em đã quyết định đến với nghề thú y để tìm ra những cái giải pháp để chúng ta để em đi lên từ những thất bại, mất mát, nhiều chi phí và áp lực từ gia đình và mọi người xung quanh. Cuối năm 2017 em quyết định tham gia học nghề thú y với mong muốn tìm ra những giải pháp để giúp đỡ cho bản thân, giúp đỡ cho cộng đồng và tìm ra được những cái nguyên nhân tại sao họ chăn nuôi tốt mà tại sao mà mình lại thất bại. Thì giữa năm 2019 thì em đã tốt nghiệp cao đẳng thú y